Mới đây thì Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh vừa mới phối hợp với Hiệp hội Gia dày Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu doanh nghiệp B2B cho các doanh nghiệp Việt Nam với hơn 30 công ty Ấn Độ do Hội đồng xuất khẩu gia thuộc Ấn Độ dẫn đầu. Theo đó sẽ mở ra cơ hội hợp tác đầy triển vọng cho doanh nghiệp của hai nước. Ấn Độ và Việt Nam là một trong ba nhà sản xuất giày dép hàng đầu trên toàn cầu, khiến Ấn Độ ở vị trí thứ hai và Việt Nam ở vị trí thứ ba. Năm 2017, xuất khẩu giày dép và túi sách của Việt Nam đạt trên 17,9 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ chạm mức 19,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Trong khi đó, tiền nhập khẩu da Ấn Độ vào Việt Nam là khoảng 92 triệu đô la Mỹ trong năm 2017, chiếm khoảng 5% tổng nhập khẩu da hàng năm của Việt Nam. Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, thì thương mại song phương đã đạt hơn 12,8 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khóa tính từ tháng 4 năm 2017, tháng 3 năm 2018. Trong giai đoạn này, thì Ấn Độ xuất sang Việt Nam giày dép và sản phẩm da trị giá là 105 triệu đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng là gần 13,3% so với năm 2016 đến 2017. Bên cạnh đó, nhập khẩu giày dép, sản phẩm da của Việt Nam là hơn 121,6 triệu đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng là 44%. Ấn Độ dự kiến sẽ trở thành nền kinh tế tiêu dùng lớn thứ ba với 4.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Chính phủ Ấn Độ cho phép đầu tư 100% vốn FDI theo lộ trình tự động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả da, giày dép và quảng bá sản xuất tại Ấn Độ. Do đó, khi Việt Nam nhập khẩu một khối lượng lớn nguyên liệu thô được sử dụng trong ngành da dày, sẽ có tiềm năng đáng kể cho hợp tác song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam trong lĩnh vực này. Sự hội tụ của các công ty Ấn Độ cùng Việt Nam sẽ cho phép nhiều hoán vị và sự kết hợp trong việc thiết lập chuỗi cung ứng mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp gia của cả hai nước.